Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tiếp tục chúng ta sẽ đi hoàn thiện nốt cái phần giao diện này các bạn nhé. Thì ở phần giao diện này chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Vì các bạn biết là chúng ta đã hoàn thiện phần giao diện cho desktop rồi. Và hiện tại là chúng ta đang có được cái giao diện như thế này. Được chưa các bạn? Đó, bây giờ chúng ta sẽ xử lý để cho nó có thể chạy ổn ở trên mobile. Thì trước khi chạy ở trên mobile thì mình sẽ preview cho các bạn trước xem là hiện tại nó đang như thế nào. Thì các bạn biết là khi mà chúng ta làm cho desktop ấy, thì nó chỉ phù hợp chạy ở trên những màn hình lớn thôi. Còn khi chạy trên màn hình mobile thì các bạn thấy như cái mà các bạn đang nhìn đây, thì nó sẽ bị vỡ như thế này. Cũng không hẳn là vỡ, mà nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái giao diện mà chúng ta nhìn nó rất là khó. Được chưa? Đó, thì đây là cái màn hình cho desktop. Chính vì vậy công việc của chúng ta bây giờ là chúng ta cần phải chuyển nó chạy cho mobile. Như các bạn biết là thói quen của người dùng ở ngày nay thì họ sử dụng smartphone rất là nhiều. Chính vì vậy khi mà họ truy cập vào website của chúng ta thì phần lớn các bạn nhé, đại đa số là họ sẽ sử dụng smartphone để truy cập vào các trang web. Và đặc biệt là những cái thiết bị smartphone bây giờ thì nó sẽ có màn hình cũng khá là lớn rồi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải CSS riêng cho phần mobile, được chưa các bạn? Hay các bạn hay sử dụng thói quen đó là responsive đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ responsive cho trang này như thế nào đây? Chúng ta sẽ bắt đầu phần responsive cho trang này các bạn nhé. Thì trước khi làm responsive thì chúng ta sẽ phải kiểm tra. Chúng ta sẽ phải kiểm tra cái gì? Thì chúng ta sẽ phải kiểm tra cái thẻ Meta View Report. Đây, View Report này, nó đã viewport, nó đã chạy, chúng ta đã khai báo hay chưa? Thì ở đây ngay từ buổi đầu tiên khi mà làm phần HTML thì mình đã đề cập đến vấn đề này. Chúng ta sẽ phải khai báo nó, bởi vì đây là cái phần cực kỳ quan trọng khi chúng ta làm responsive các bạn nhé. Cái này nó sẽ giúp cho chúng ta detect screen sẽ tốt hơn cho từng cái device, cho từng cái thiết bị của trên màn hình, được chưa các bạn? Đó, nó sẽ hỗ trợ cho cái thuộc tính media query của chúng ta, nó sẽ làm tốt hơn trên các thiết bị khác nhau. Các bạn nhớ cho mình cái này nhé. Rồi, ok, quay trở lại đây. Chúng ta đang thực hiện nó trên một file CSS. Toàn bộ code CSS của phần này chúng ta đang thực hiện nó trên một trang, trên một file như thế này. Thì khi mà các bạn làm responsive, các bạn có thể tạo ra một cái file responsive riêng, và các bạn có thể switch nó bằng cách khai báo ở đây với cái thuộc tính media query ở trong cái link này để chúng ta switch nó sang. Tuy nhiên ở giao diện này thì mình sẽ thực hiện nó ở đây, mình sẽ viết chung nó ở đây, và mình sẽ bóc tách nó ra thành một phần mới ở đây. Đó, thì cái concept mà chúng ta đang làm, gọi là cái workflow mà chúng ta đang làm cho cái giao diện này, là chúng ta đang đi theo hướng là desktop first. Ngoài ra khi mà các bạn sử dụng CSS để dựng giao diện thì các bạn có thể đi theo hướng đó là mobile first, thì tùy theo thói quen của từng bạn. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xử lý. Thì khi mà các bạn làm responsive thì các bạn không những phải quan tâm về màn hình là cho từng cái thiết bị, mà các bạn còn phải quan tâm đến một vấn đề nữa, đó là khi người dùng quay ngang màn hình điện thoại. Đây, khi họ quay ngang màn hình điện thoại thì sẽ như thế nào? Đó, giả sử mình để đây là iPhone 8 như thế này. Khi họ quay ngang, quay dọc, đó, chúng ta sẽ phải care được những việc này. Ok chưa các bạn? Thế để làm được cái việc này thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến một cái, đó là Media Query, được chưa? Thì Media Query nó sẽ giúp cho chúng ta làm gì? Về bản chất nó cũng không có gì to tát cả. Khi mà các bạn nói đến responsive, các bạn đừng nghĩ nó quá to tát, được chưa? Các bạn chỉ hiểu đơn giản là chúng ta sẽ cần một cái để xác định được là người dùng đang truy cập vào trang web của chúng ta bằng thiết bị gì, màn hình như thế nào. Đó, khi mà chúng ta đã xác định được là nó ở màn hình như thế nào rồi, thì chúng ta sẽ CSS lại cho những cái mà ở desktop nó đang không phù hợp, thì chúng ta sẽ CSS lại để cho nó phù hợp trên cái màn hình đó. Và để detect được cái màn hình nó là màn hình nào, thiết bị nào, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái khái niệm đó là Meta Query ở trong CSS, được chưa? Nó là thuộc tính này. Và chúng ta sẽ sử dụng ở đây, chúng ta sẽ detect chỉ dành cho screen thôi. Và mình sẽ có một vài cái khoảng kích thước như thế này để chúng ta có thể xử lý, được chưa? Ví dụ mình để mark width là 1200 cho trường hợp, nếu mà trường hợp mà nó lớn ấy, thì mình sẽ xử lý như thế nào. Và trong đây sẽ là cái gì các bạn? Trong đây nó sẽ là code CSS của các bạn, được chưa? Do code CSS đó. Thì bản chất code CSS ở trong đây nó sẽ giúp cho chúng ta
Redefine có nghĩa là define lại những cái thuộc tính CSS mà các bạn đã định nghĩa trước đó cho các thẻ ở trên trang. Bây giờ hiển thị ở trên màn hình này thì nó sẽ phải thay đổi như thế nào. Ok chưa? Về bản chất là như vậy. Đó, nên ở đây mình sẽ đi khai báo các khoảng kích thước đã để chúng ta dùng các bạn nhé. Đó, ví dụ mình để là 996 pixel chẳng hạn như vậy. Đó, sau này các bạn nếu mà các bạn làm thì nó sẽ có các kích thước chuẩn cho từng thiết bị đấy. Đó, tuy nhiên thì dù các bạn có làm như thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ phải test thật kỹ bằng cách là các bạn sẽ test với thiết bị thật hoặc là test với cái tool mà trình duyệt nó đã cung cấp, được chưa? 768 ở đây để các bạn có thể có được cái kết quả cuối cùng tốt nhất. Ok chưa? Thì đấy là kinh nghiệm của mình. Dù các bạn có đi theo hướng nào đi chăng nữa thì khâu test là khâu cực kỳ quan trọng đối với phần này, được chưa các bạn? Và cái việc mà các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ có kinh nghiệm thôi. Các bạn sẽ có kinh nghiệm để các bạn biết là với cái giao diện như thế này, với từng phần thì các bạn sẽ xử lý nó như thế nào. Đó, ở đây mình sẽ để mark width đối với trường hợp là 576 pixel. Đó, thì mình sẽ làm như thế nào, được chưa? Và mình sẽ detect cho một cái màn nó nhỏ hơn nữa, cho một màn nhỏ hơn, ví dụ là 360. Đó, mình sẽ define như thế này. Và sau đấy 360, được chưa? Sau đó thì mình sẽ làm gì đây? Bây giờ mình sẽ quay trở lại giao diện này. Chúng ta sẽ đi detect vào từng màn hình. Ví dụ ở đây, được chưa? Mình sẽ detect ở đây. Thì đối với từng màn hình thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi xử lý cho các phần ở trên trang. Và cụ thể là chúng ta sẽ đi từ trên mà xuống, được chưa các bạn? Chúng ta sẽ đi từ trên mà xuống như thế này. Ok chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ xem này. Đây, sau khi chạy xong thì chúng ta được cái giao diện nó như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Đầu tiên, mình muốn là khi chạy lên thì việc đầu tiên mình sẽ bắt đầu với cái kích thước ở đây, cái mình đang test ở đây cho thiết bị này. Đây, 667 là chiều cao, 376, được chưa? Mình sẽ bắt đầu với cái khoảng ở giữa đây, 576 ở đây. Mình muốn ẩn cái menu đi thì chúng ta sẽ display none cái menu đi, được chưa các bạn? Đó, chúng ta sẽ xử lý cho từng thành phần. Đó, sau khi mà display none rồi thì các bạn muốn làm gì nữa? Chúng ta sẽ muốn chia lại cái khoảng cách cho các logo và cái form ở bên này. Thì hiện tại logo của nó đang 25% và cái này đang không có kích thước, mình đang không set, đang để auto, được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ không quan tâm mà chúng ta sẽ set luôn. Cái menu ẩn rồi thì cái này sẽ tăng lên. Ví dụ ở đây mình sẽ để khoảng 70% hoặc 75% như thế này, được chưa? Thì đối với header có class là logo, mình sẽ xử lý như thế này. Đây, chúng ta sẽ để là width bằng 75%, được chưa các bạn? Đó, rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nữa? Đó, thì phần còn lại nó thuộc về cái này. Phần còn lại nó thuộc về cái này thì chúng ta tạm thời chưa phải care, được chưa? Bây giờ đối với logo thì mình sẽ tạo cho nó thêm một cái khoảng cách. Đây, thì riêng đối với logo và bên trong logo nó là thẻ A, đúng không? Thẻ A thì chúng ta sẽ làm gì với nó đây? Đây, chúng ta xem nào. Đó, bên trong logo là thẻ A đây các bạn nhé. Mình sẽ zoom lớn cái phần này lên. Đây, zoom lớn cái phần này lên. Đó, trong logo là thẻ A thì chúng ta sẽ cho nó, chúng ta sẽ quy định kích thước cho thẻ A về phông chữ. Mình sẽ để phông size là 1.3rem, giả sử như vậy. Đó, ok chưa? Và mình sẽ gọi là justify content. Mình sẽ để nó cách vào một khoảng so với bên trái để text indent cho dễ, vì lúc này đang là text, được chưa các bạn? Sẽ là 15 pixel. Đây, thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ được cái, đó, chúng ta sẽ được cái kết quả như thế này. Đây, có lẽ là cái text này mình sẽ để mặc định đi, không cần phải set text nữa thì nó đỡ to. Đó, thì nó sẽ check vào khoảng 15 pixel. Chúng ta xem là nó đã check vào chưa. Text indent này, khoảng 15 pixel. Ở đây chúng ta đang thấy là cái này nó đang chưa display block. Đó, khi mà nó display block thì nó mới nhận cái text indent các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ để display block cho cái này. Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ xử lý xong cho phần này.
Đó, các bạn nhìn thấy này. Khi mà các bạn làm giao diện thì nó sẽ không được xuất hiện cái khoảng nằm ngang này. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần này. Phần này text của chúng ta nó đang bay đi hơi xa, đúng không? Đây, phần ảnh đã ok. Nhưng phần text này các bạn nhìn thấy này, nó đang bay đi hơi xa. Thì ở đây chúng ta sẽ phải kéo nó lại. Đó, chúng ta sẽ phải kéo cái H2 này lại. Giả sử như vậy, mình sẽ để như thế này. Đó, thì đối với cái slide item này mình sẽ xử lý như thế này. Đây, mình sẽ để top cho nó bằng, giả sử không, tạm thời mình để 0 pixel vào, left 0 pixel. Sau đấy thì mình sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm font size. Font size cho nó nhỏ lại, ví dụ 1rm đi. Đó, cho thẻ H2 này. Chúng ta chạy nó lên. Thì các bạn sẽ thấy là text nó nhỏ lại. Thì khi mà text nó đã đủ nhỏ rồi, để 1.2 cho nào, 1.1 đi. Đó, text đủ nhỏ rồi thì chúng ta sẽ chia lại cái này. Được chưa? Ví dụ như 20% chẳng hạn. Ui, cao thế. À rồi, top bằng 20% bởi vì nó cao. Nó cao bởi vì là hiện tại cái này của chúng ta đang có kích thước rất lớn. Đây, 560 thì lúc này mình sẽ để là kích thước của nó sẽ về auto. Được chưa? Để cho nó nhỏ lại. Thì mình sẽ xử như sau. Chúng ta sẽ xử cho cái kích thước của cái item này nó về 2, nó về auto. Đó. Thì khi mà các bạn làm mobile thì chắc chắn rồi, các bạn sẽ phải test cho từng thành phần này và đi dò từng cái ở từ trên mà xuống để các bạn xử lý thôi. Nó không còn cách nào cả. Được chưa? Đó. Thì top ở đây mình sẽ để một khoảng, ví dụ như là, đó, mình để một khoảng như thế này, 60. Và left mình sẽ để một khoảng như thế này. Đó, và letter spacing, letter spacing mình sẽ để khoảng, đó, chúng ta sẽ giảm cái letter spacing xuống. Được chưa? Và cái phông chữ này có lẽ là mình sẽ để khoảng 1.2. Được chưa các bạn? Đây. Đó, thì chúng ta sẽ được cái kích thước như thế này. Sau đó chúng ta sẽ update nó lại. Ok, chúng ta sẽ update nó lại như thế này. Được chưa? Cho H2. Vậy là chúng ta đã được cho phần xử lý của H2. Đây. Ok chưa? Đó. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ xuống phần phía dưới. Thì ở phần phía dưới này chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Thì ở phần dưới này chúng ta sẽ đi xử lý cho phần danh sách cái sản phẩm này, này các bạn nhé. Đây. Thì các bạn biết là nó đang mang kiểu justify content và từng cái li này này, nó đang có width là 20%. Lúc này mình sẽ nâng nó lên, width của nó sẽ là 50. Đó, ok chưa? Thì khi là 50% thì các bạn thấy là vì nó đang mang flex graph nên là nó sẽ tụt xuống như thế này. Đó, thì mình sẽ phải xử nó như thế này. Đây, li này, chúng ta sẽ định nghĩa vào li đó của product. Và chúng ta sẽ để là width sẽ là 50%. Đó, tạm thời như vậy đã nha. Rồi, chạy nó lên. Thì tạm thời nó nằm ngang. Nhưng riêng cái introduce, riêng cái introduce thì chúng ta sẽ để nó là 100%. Như thế này. Để cho nó chiếm toàn bộ cái không gian ở phía trên các bạn nhé. 100%. Đây. Đây. Thì chúng ta sẽ có phần introduce ở trên đây. Nó sẽ nằm như thế này. Được chưa? Bây giờ introduce nằm ở trên rồi, chúng ta cho mọi thứ ra giữa thì chúng ta sẽ làm gì các bạn? Chúng ta sẽ justify content là center. Đó. Nhưng vì chúng ta, cái thẻ introduce này của chúng ta đang mang flex direction là column, nên chúng ta đây chúng ta sẽ chuyển thành align item là center. Đó, như thế này. Được chưa các bạn? Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ để tăng cái khoảng cách, tăng cái độ lớn của cái li này lên và tăng cái độ rộng của cái này lên, ví dụ như là 80%. Mình sẽ để max width của P là 80%. Rồi mình sẽ xử lý cho cái introduce này trước. Thì với cái introduce thì chúng ta sẽ là width 100% và align item của nó sẽ là center. Được chưa? Đó, thì các bạn sẽ được cái kết quả như các bạn nhìn thấy đây. Đồng thời các bạn sẽ thay đổi kích thước max width của cái li này. Đây, cái thẻ P này chúng ta thay đổi, vì max width đang là, đây, đang là 200. Thì chúng ta sẽ thay đổi nó như thế này. Đây, được chưa? Chúng ta sẽ để max width của nó sẽ bằng khoảng 70% thôi. Đó, giả sử như vậy. 70% tổng kích thước của cả cái này thì nó sẽ được như thế này. Giả sử mình để nâng lên 80 này.
Đó. Thì ngay lập tức các bạn sẽ được cái nội dung như thế này. Ok chưa? Phần này tương tự phần này. Cái này mình sẽ để text align là center. Đó. Thì nhìn mọi thứ nó sẽ cân hơn. Đây. Mình sẽ để ở đây với text align cho thẻ P là center các bạn nhé. Đó. Các bạn thấy chưa? Thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó ổn hơn rồi. Được chưa? Đồng thời chúng ta cũng thay đổi cái khoảng cách này các bạn nhé. Khoảng cách với phía trên này này. Đó. Thì đây bestseller nó đang mang một cái khoảng cách với phía trên nó là 60 cơ. Thì trên mobile như thế này là sẽ hơi lớn. Thì chúng ta sẽ để khoảng 15 hoặc 20 thôi. Như thế này thôi. Có nghĩa là để không chiếm quá nhiều diện tích. Đó. Thì chúng ta sẽ thay đổi cho bestseller với margin top của nó sẽ rơi vào khoảng 20 pixel. Margin top lúc này nó sẽ là 20 pixel các bạn nhé. 20 pixel. Đó. Được chưa? Rồi. Ok. Đó. Thì chúng ta xử lý xong được phần banner, header và phần bestseller. Với phần bestseller này chúng ta sẽ phải sửa một chút cho cái gì? Cho phần ảnh này. Các bạn thấy ảnh max width của nó đang là 220. Đó. Thì lúc này chúng ta có thể giảm nó xuống. Trên mobile chúng ta không cần nó quá lớn nữa. Đây. Thì có thể mình sẽ để là 100%. Đó. Max width nó sẽ là 100% như thế này. Thì bây giờ mình sẽ đi xử lý cái phần danh sách ảnh, danh sách ảnh sản phẩm này. Mình sẽ thay đổi cái max width của nó thành 100%. Được chưa các bạn? Đây. Đó. Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái khoảng cách giữa các LI với nhau bằng cách là chúng ta sẽ giảm cái kích thước này xuống khoảng 48. Sau đấy chúng ta sẽ margin. Có rất nhiều cách nhé. Margin left. Ví dụ mình còn để 10 pixel. Đó. Chúng ta nâng cái này lên một chút. Đó. Thì ở đây mình sẽ giảm cái này đi. Đó. Nó sẽ như thế này. Hoặc chúng ta sẽ có những cách khác. Thì tạm thời mình sẽ xử lý như thế này. Được chưa? Mình sẽ để cái list danh sách sản phẩm sẽ như thế này. Đây. Đó. Với cái thuộc tính mà chúng ta vừa định nghĩa. Đây. Được chưa? Thì khi mà các bạn làm responsive cho trang thì các bạn đã làm xong phần desktop thì vào đây các bạn cứ đi từ trên mà xuống để mà xử lý cho từng phần thôi. Bản chất là chúng ta đang đi sửa lại CSS, sửa lại những cái đã định nghĩa trước đó. Được chưa? Các bạn hiểu đơn giản như vậy thôi. Thì ở đây chúng ta đã được phần danh sách sản phẩm rồi này. Các bạn nhìn thấy này. Đó, phần danh sách sản phẩm nó sẽ như thế này. Nó vẫn xuất hiện thanh quận thì tạm thời kệ nó các bạn nhé. Chúng ta sẽ xử lý dần dần. Rồi. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ xử lý sang phần nào đây. Thì ở đây nó vẫn chưa có được khoảng cách như mình đang cần. Margin left là 5. Đây mình sẽ để là 50. 48% giả sử như vậy. Sau đấy thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ mình sẽ làm theo cách hay hơn đi. Chứ không nên để như thế này. Sau đấy chúng ta sẽ sử dụng cái này. Và chúng ta sẽ justify space around between. Đây. Và mình sẽ gọi là flex end. Đây. Mình sẽ để như thế này. Đó. Mình sẽ flex end cho cái product list này để cho nó cân. Đây các bạn nhìn này, thì mọi thứ nó sẽ cân như thế này. Đó, thì nó hợp lý hơn. Thì ở đây mình sẽ để cái này với justify content sẽ là flex end, có nghĩa là cho tất cả những sản phẩm nó sẽ nằm về phía bên phải. Đó, như thế này. Được chưa các bạn? Flex end này. Rồi, đồng thời mình thay đổi cái từng cái LI này thì sẽ là 40, mình sẽ để là 48 pixel, không có margin left nữa. Đó, tạm thời như vậy. Rồi, ok chưa? Bây giờ chúng ta muốn tạo ra được cái khoảng cách giữa hai cái thẻ này, là giữa các sản phẩm này, thì có nhiều cách. Một là các bạn tăng cái kích thước của cái LI này lên một chút xíu này. Đó, nó như thế này rồi. Ok chưa? Sau đấy thì các bạn sẽ làm gì? Ở đây nó đang cân đều như thế này. Thì chúng ta sẽ
cho cái ảnh nó mang một cái mắc quýt nhỏ hơn một chút. Đây. Thì cái này sẽ là, mình sẽ để cái này là 100% đi. 50%, thì mỗi cái nó sẽ là 50% như thế này. Đó. Thì lúc này cái ảnh mình sẽ giảm nó đi, thì như thế nó sẽ hợp lý hơn và nó sẽ auto. Mọi thứ nó sẽ auto 50% này. Và lúc này IMG của nó, mắc quýt của nó, ví dụ mình để khoảng 98% thôi. Đó. Ảnh của nó chỉ được như thế này thôi. Là xử như vậy. Ok chưa? Và chúng ta sẽ để lại cái này cho nó tạo ra được cái khoảng gọi là Space Between này. Đây. Mình đang muốn cái ảnh của chúng ta hoặc là cái LI này của chúng ta nó sẽ phải cách bên trái một cái khoảng nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ xử lý như thế này. Đây, ảnh nó chỉ chiếm đến đây thôi. Ảnh nó chiếm đến đây và nó thừa ra một khoảng không gian này. Đó, nó sẽ thừa ra một khoảng không gian. Thì đối với cái này chúng ta sẽ xử lý như thế này xem có được không. Take Align Center. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đưa ảnh nó về giữa thì mọi thứ nó sẽ auto và nó sẽ có khoảng cách như thế này. Đó, được chưa các bạn? Rồi, tiếp tục nhé. Và khoảng cách giữa các ảnh sản phẩm trên dưới, khoảng cách trên dưới, thì các bạn đang thấy là nó có một cái khoảng cách gọi là margin bottom đấy. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy nó có một khoảng cách khá lớn. Thì mình để khoảng 25 thôi. Đó, như thế này thôi thì sẽ hợp lý hơn. Được chưa? Thì đối với cái này thì chúng ta sẽ để là margin bottom là 25 pixel. Đây. Đó, chúng ta vừa làm, chúng ta vừa phân tích thôi. Thì các bạn nhìn thấy cái map ở bên trái và map bên phải nó sẽ cân và thừa ra một khoảng ở đây. Được chưa? Nó sẽ thừa ra một khoảng ở đó. Bây giờ chúng ta sẽ xuống đến phần nào? Chúng ta sẽ CSS xuống đến phần shipping. Phần shipping này thì nó đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần chuyển tất cả cái này nằm theo hàng dọc. Có nghĩa là cái container ở đây nó sẽ mang một cái gì? Container ULLI này nó sẽ mang một cái gọi là flex direction, sẽ là column. Sẽ là column. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Nó sẽ là column như thế này, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ chia nó làm hai. Đây. Chúng ta sẽ chia các LI ở đây, thay vì là 25% thì chúng ta để 50. Đó, để 50 như thế này, được chưa? Bây giờ mình sẽ xử lý trước đã nhé. Thì mình sẽ lấy shipping của UL để mình thay đổi cái flex direction cho nó. Đây. Có lẽ là mình comment nó vào. Mặc dù là phần sửa CSS sound responsive này khá là ít thôi, nhưng mà chúng ta sẽ nên comment nó vào thì sau này các bạn tìm nó dễ hơn. Được chưa? Tạm thời mình để đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Có flex direction của nó sẽ là column. Được chưa? Đồng thời chúng ta sẽ định nghĩa vào cái LI của nó. Thì LI ở đây chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì LI ở đây chúng ta sẽ để một cái width sẽ chiếm 50% thôi. Đó, mình đang muốn là hai cái nằm trên một hàng. Được chưa? Nhưng hiện tại nó đang không nằm trên một hàng. Thì chúng ta sẽ đi kiểm tra width này. Thì giữa các width này nó có margin không? Thì hiện tại đang là không. Được chưa? Vậy thì cái này của chúng ta nó sẽ phải mang một cái gọi là display flex. À, nó mang rồi. Nó mang display flex rồi, nhưng tại sao nó đang chưa nhận? Mình sẽ giảm bớt một chút. À, vì mình để là column, sorry các bạn. Thì đây mình vẫn sẽ để flex direction vẫn là row, được chưa? Nhưng chúng ta sẽ để flex grad sẽ là grad như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Sorry các bạn. Ở đây chúng ta sẽ để, không cần phải set cái này, mà chúng ta sẽ để flex grad sẽ là grad. Đó, được chưa? Thì mỗi cái sẽ rộng 50% như thế này. Ok chưa các bạn? Và chúng ta sẽ tạo ra cái khoảng cách giữa các thẻ LI như thế này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tạo nó ra như thế nào? Giả sử mình để cho cái này có min 2 đi, cho nó cân 60 pixel chẳng hạn. Display block. Đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Chúng ta sẽ tăng cái kích thước này lên một chút.
Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, nó sẽ như thế này. Được chưa các bạn? Và ở đây mình sẽ để 100 đi, 100 pixel như thế này. Ok chưa? Mình sẽ để display flag. Nhưng chúng ta sẽ, à không dùng được, các thẻ của nó sẽ bị nằm ngang hàng nhau. Justify column flag deletion. Mình đang muốn là, mình đang muốn là cho nó nằm, mình đang muốn xử lý là cho nó nằm ở giữa. Đây, mình đang muốn xử lý là cho cái này nó nằm cân ở giữa. Đó, rồi, kệ nó đã. Để đây, mình sẽ xử lý cái này đã. Thì min 2 mình sẽ để 100% như thế này. Cho li. Được chưa các bạn? Đây, ok chưa? Chúng ta sẽ chạy nó lên. Chúng ta sẽ chạy nó lên. Chúng ta sẽ chạy cái này lên. Shipping flash graph min 2 100%. Nó đang chưa nhận cái chúng ta vừa set. Flash direction là row. À đây đây đây, chúng ta đang bị sai gì đó. Thiếu chấm phẩy các bạn ạ. Đó, thiếu chấm phẩy là CSS nó sẽ không nhận đâu. Đó, được chưa? Đây, chiều cao của mỗi cái này nó sẽ như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Rồi, thì tại sao cái này nó lại tròi lên tít trên vậy? Thì thực ra do cái ảnh này nó nhỏ, các bạn hiểu không? Do cái ảnh này, ảnh icon này nó nhỏ, nó sẽ không đẩy xuống, nó không cân như thế này. Các bạn muốn sửa lại thì các bạn sẽ để nó như thế này. Đây, xét cái ảnh icon này. Đó, ảnh icon này, riêng cái ảnh này này, margin này, chúng ta sẽ để margin bottom khoảng 10 pixel chẳng hạn. Đó, để mọi thứ nó cân hơn. Đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta được cái kích thước như thế này. Thì đối với cái này thì nó sẽ là lợi ý thứ bao nhiêu? Lợi ý thứ 1, 2, 3. Được chưa? Thì chúng ta để margin bottom cho cái lợi ý thứ 3. Thì chúng ta sẽ dùng nth try như thế này. 3. Và các bạn thay đổi nó xuống một cái khoảng là 15 pixel. Đó, như mình vừa xét. Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy được cái khoảng cách mà chúng ta vừa xét ở đây là ok. Đây, 15 pixel nó đang chưa nhận thì phải. À, chúng ta sẽ phải xét cho thẻ IMG chứ. Sorry các bạn, IMG. Đó, lợi ý thứ 3 của IMG. Đó, thì nó sẽ như thế này. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ xử lý cho phần nào. Chúng ta nên thay đổi lại cái padding này cho nó nhỏ bớt lại. Đó, khoảng 20 pixel thôi. Thì riêng cái phần shipping này chúng ta sẽ thay đổi cái padding cho nó các bạn nhé. Đây, nó sẽ có cái padding top right. Thì đây mình sẽ để 20 pixel, 0 pixel. Đó, ghi đè lại. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xuống tới phần promotion. Promotion thì anh sẽ để tất cả những cái này nằm một hàng dọc các bạn nhé. Chúng ta sẽ xử lý cho nó nằm một hàng dọc thôi. Đó, nếu mà để nằm một hàng dọc thì quá dễ rồi. Được chưa? Chúng ta sẽ làm như sau. Đây, với promotion thì chúng ta đang có cái ID promotion. Chúng ta sẽ xử lý như sau. Đây, ID promotion cho tất cả những cái flag đang là row, flag direction là row, thì chúng ta sẽ để flag direction là column như thế này. Column các bạn nhé. Đó, nó đang chưa nhận, view nó lại. Đây, thì các bạn chỉ cần flag direction là column. Nhưng mà flag direction column là cho UL các bạn ạ. Sorry. Đây, nó sẽ là UL như thế này. Đó, mọi thứ đã nằm ở giữa. À, đã nằm ở dưới theo từng hàng, được chưa? Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ thay đổi lại cái kích thước của từng cái phần tử ở đây. Chúng ta sẽ để là 100% như thế này. Đó, thì đơn giản là nó đã được rồi, không cần phải sửa gì nữa. Được chưa? Mình sẽ xử như thế này. Width sẽ là gì? Ở đây width sẽ là 100%. Đó, đơn giản không?
cơ bản thì mình sẽ không sửa gì đối với phần promotion nữa các bạn nhé. Đây, tiếp xuống nữa thì phần product nghiễm nhiên là nó đã được, bởi vì sao, chúng ta đang dùng chung code CSS. Đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ xuống đến phần dưới này. Đây, phần product tạm thời mình để như thế này. À, đối với product chúng ta còn một vấn đề, đó là các bạn nhìn thấy cái phần hover này. Phần hover này nó đang nằm ở một khoảng, đúng không? Nó đang nằm ở một vị trí. Đây, nó đang nằm vị trí đó. Thì chúng ta sẽ phải xử lý nó. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ thay đổi cái right của nó, ví dụ về 0, khoảng 5 pixel thôi. Đó, được chưa? Đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ phải thay đổi cái này về 5 pixel như thế này. Thì đối với product này, chúng ta sẽ xử lý cho phần này. Right, khoảng cách với bên phải là 5 pixel. Đó, được chưa? Chúng ta chạy lại lên này, kích vào. Đó, cơ bản là như vậy. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ xử lý cho phần footer ở phía dưới. Và phần footer này, đó các bạn thấy việc sử dụng chung code CSS thì phần product future này gần như chúng ta không phải làm gì nữa. Đó, thì đấy là cái ưu điểm và đấy là cái vai trò và ý nghĩa của việc phân tích code trước khi mà chúng ta thực hiện bắt tay vào làm. À, phân tích layout trước khi chúng ta bắt tay vào làm. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ xử lý cho phần discount và brand. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ đi thay đổi lại cái kích thước cho phần từng phần này. Được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ xử lý cho phần này chưa? Mỗi cái này nó sẽ mang một cái width sẽ là 100%. Mình sẽ để nó lớn như thế này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy này, với cái discount và với cái brand thì nó đã mang 100% rồi. Kích thước nó đã như thế này rồi. Ok chưa? Flex direction cho cái cha của nó chính là cái brand này. Đây, các bạn nhìn này. Thì cái brand này chúng ta sẽ để flex direction là gì? Chúng ta sẽ để flex direction có nghĩa là điều hướng lại các item bên trong cho nó nằm theo từng hàng. Đó. Ok chưa? Chạy nó lên. Đó. Được chưa các bạn? Đây, nó nằm theo từng hàng. Đó, các bạn thấy thanh quận nó ngắn dần rồi, bởi vì nó chỉ còn phần cuối cùng là chưa được xử lý thôi. Rồi, về cơ bản thì đối với cái discount chúng ta không phải sửa quá nhiều. Chúng ta sẽ thay đổi ở đây. Thay đổi cái gì? Chúng ta sẽ thay đổi cái button. Cái button này cho nó có min width, được chưa, bằng 300 pixel. Đó, được chưa? Tạo ra một khoảng cách bottom 20 pixel. À, top chứ, sorry các bạn. Đây, mình sẽ tạo ra một khoảng cách với phía trên top khoảng 10 pixel. Đó, rồi. Ok, tạm thời như vậy. Chúng ta sẽ xử lý như thế này. Cho phần button thì chúng ta sẽ có là min width 300 pixel. Đó, margin bottom 10 pixel. À, margin top. Đó, vừa sửa xong. Rồi, ok. Còn gì nữa các bạn? Chúng ta sẽ phải thay đổi lại cái chiều cao của cái discount này. Các bạn thấy là chúng ta đang để chiều cao là 250. Thì lúc này chúng ta sẽ phải tăng nó lên. Hoặc là chúng ta sẽ phải để là auto. Thì ở đây mình lựa chọn giải pháp là chúng ta để chiều cao là auto. Sau đó chúng ta sẽ để một cái khoảng padding bottom khoảng 30 pixel như thế này. Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có sự thay đổi như thế này. Được chưa các bạn? Thì đối với phần get discount thì cơ bản là người dùng cần như thế này thôi. Như thế này là đủ sự rõ ràng và nó khá ổn rồi. Được chưa? Rồi, đối với phần ở đây thì sao? Đối với từng cái brand này chúng ta sẽ thay đổi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thay đổi cái cách hiển thị là cho các brand này của UL. Nó sẽ mang một cái gọi là flex graph. Là graph. Đó, có nghĩa là để chúng ta set quy định nó xuống dòng. Được chưa? Đó, quy định nó xuống dòng như thế này. Cơ bản là được đấy. Được chưa các bạn? Rồi, phần cuối cùng thì chúng ta sẽ xử lý cho cái gì các bạn? Phần cuối cùng thì chúng ta sẽ đi xử lý cho cái gì?
chúng ta sẽ xử lý cho phần phía dưới cùng, chính là phần footer này. Phần footer này mình sẽ để là các thành phần ở bên trong, nó đang có phần left và phần right, mỗi cái là một hàng và độ rộng là 100%. Đó, như vậy thì nó sẽ đơn giản. Thì mình sẽ xử lý cho footer như sau. Thì ở đây footer mình sẽ xử lý là flex direction. Direction, được chưa? Sẽ để là column, được chưa các bạn? Và tất cả những thành phần ở phía trong nó, đây, tất cả các div ở phía trong, đây, mình sẽ để width là 50%. Tại vì ở phía trong của nó đang chỉ có hai thẻ div thôi, đây, nên là mình có thể dùng gọi trực tiếp div luôn mà không cần phải gọi qua class name, được chưa các bạn? Thì chúng ta chạy nó lên, chúng ta sẽ được cái kết quả như thế này. Đó, bây giờ chúng ta làm xong rồi thì chúng ta sẽ đi kiểm tra xem là ở đây tại sao tag nó lại như thế này. Thì tại vì tag này nó vẫn đang mang 50%, được chưa? Width nó sẽ phải 100% như thế này. Đó, thì nó sẽ rộng ra. Có lẽ là chúng ta sẽ phải overline lại cho cái gọi là footer left và footer right như thế này, được chưa các bạn? Đây. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ width là 100% chứ, sorry các bạn. Đây, sorry, không cần nhé. Chúng ta sẽ để đây, vì lúc trước mình đang để 50. Đó, đó, và đặt important. Chúng ta bị thiếu một đơn vị là pixel. Đây, thì các bạn thấy là div name nó sẽ không override được so với selector là class, nên chúng ta sẽ đặt thêm một cái gọi là important nhé. Thì important này chúng ta sẽ xử lý nó để cho nó rộng 100%. Ok chưa? Sau khi rộng 100% rồi, không được nhỉ? Mình vẫn cảm thấy nó không được. Rồi ok, vậy thì mình sẽ để cái gọi là F left và F right. Đó. À, sorry các bạn. Thảo nào. Đây. Đó, được chưa? Chúng ta chạy nó lên này. Đó, chạy theo đúng ý của chúng ta rồi. Thì lúc này các bạn thấy là nó cũng sẽ có một cái khoảng, ví dụ như là 2 bằng 60 pixel chẳng hạn. Line 2 bằng 60. Line 2 bằng 45 pixel. Kích thước hiện tại của nó đang là bao nhiêu? Chúng ta xem nào. Mình nhớ là nó có kích thước hiện tại đấy. Rồi, nếu không có thì chúng ta hoàn toàn có thể đi set. Đó, set cho cái F left. Đó, footer left đấy. Sẽ có 2 bằng 50 pixel. Line 2 của chúng ta cũng bằng 50 pixel. Được chưa? Rồi, sau đấy chúng ta sẽ định nghĩa cho cái right. Đây, thì cái right của chúng ta nó sẽ có margin top 10 pixel. Là sử như vậy, chúng ta chạy lên đã. Đó, cơ bản thì chúng ta sẽ được như thế này, được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ thấy là nó không xuất hiện thanh quận nữa. Dù mình kéo ngang, dù mình kéo ngang như này, nó sẽ không xuất hiện thanh quận nữa. Và cái F right này chúng ta sẽ để line 2 cho nó. Line 2 bằng 60 pixel chẳng hạn. Nhưng vì cái này nó đang không có chiều cao, được chưa? Nên chúng ta sẽ phải set chiều cao cho nó 60 pixel. Tuy nhiên thì với cái này thì chúng ta đang có là ULLY, chúng ta không thể gì các bạn. Chúng ta không thể định nghĩa line 2 hay là line 2 cho một thẻ không phải là không có kiểu là text được, được chưa? Vì UL này nó đang là một cái block. Chúng ta muốn line 2 cho tức là vertical line ấy, cho một thẻ đang mang kiểu block thì chúng ta sẽ phải dùng cái gì các bạn? Thì các bạn có thể dùng ở đây, đối trường hợp này nhé, thì chỉ có mình UL thôi. Chúng ta sẽ có display flex cho cái này. Đó, được chưa? Và chúng ta sẽ gọi là align item là center. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ nhận được cái thuộc tính mà chúng ta cần. Sorry, justify center này. Đây, chúng ta sẽ xem này.
vai ở đây. Được chưa? Chiều cao của nó đang là 60. Chiều cao lên một chút đi. Đó, display flag này. Align item center. Đây. Được chưa các bạn? Chúng ta đang chưa thấy nó nhận cái này. Đây. Hoặc là cách nhanh nhất anh sẽ tác động vào đây vì nó đang có width bằng 300 này, max width cũng bằng 300, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, đây là cái rồi, cái này chúng ta vẫn để đây. Thì ở đây chúng ta đang để là margin không auto, nhưng mà cái UL này của chúng ta này nó đang chưa có cái này này. Right này đang width 100% này. Chúng ta đang dùng margin không auto ở đây rồi, không cần phải flex gì nữa. Đây. Đó, cơ bản là nó đã ra giữa rồi. Anh sẽ chỉ cần cho nó cách phía trên một khoảng thôi. Cách phía dưới thì chúng ta sẽ padding, chỗ này không cần phải xử lý nhiều đâu, có lẽ là chúng ta sẽ để nguyên như thế này đi. Đó, đây. Bởi vì cái này đang margin không auto rồi, đây này các bạn nhìn thấy này, chúng ta đang bị thừa một cái li này, đây đó, à không, không thừa, đây đó, nó như thế này. Rồi, thì ở đây mình sẽ xử như thế này. Đầu tiên cho cái footer này có thêm một khoảng padding bottom nữa, 20%, để cho nó có thêm một cái khoảng trống ở phía dưới các bạn nhé. Hoặc là dùng cái right này, padding bottom 20%. Đó, để có thêm một khoảng cách ở phía dưới như thế này. Đó, chúng ta sẽ định nghĩa cho cái right. Rồi, mục đích là để chúng ta nhìn nó dễ hơn thôi. Đó, ok chưa? Bây giờ chúng ta xem là muốn đưa cái thằng này nó ra giữa cân hơn một chút. Thì bản thân thằng này đã là display flex rồi. Đây, bản thân thằng này đã là display flex rồi. Width đã bằng 100% rồi. Bằng 100% rồi, justify center thì về bản chất là nó sẽ không thay đổi được. Đó, vì nó đang mang cái gọi là margin. Đây, mình sẽ sửa như thế này. Margin 10 pixel auto. Mình sẽ sửa một chút xíu thôi. Margin left vì nó khoảng cách nó nhỏ thì sẽ không bị ảnh hưởng. À. Rồi. Auto max width này. Cơ bản là cân. Nhưng mà đây mình đang thấy nó bị thừa với một cái thẻ, không biết các bạn có nhìn thấy không. Mình đang thấy nó thừa một cái thẻ ở đây này. Đó. Nó đang bị thừa các bạn. Rồi, thì tạm thời như thế này đã. Mình sẽ không sửa nhiều, không cả các bạn bị xoáy vào đây nó sẽ rối mất. Tạm thời như vậy. Có thể là do cái CSS HTML của chúng ta đang chưa chuẩn ở đâu đó nên nó đang bị thừa. Rồi, thì đây là phần mobile. Đó, chúng ta sẽ phải đi test rất nhiều điểm. Đó là đầu tiên, với việc chúng ta quay màn hình thì sao?